Xin chào và cảm ơn quý vị đã luôn nhớ khung giờ quen thuộc của chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Tôi là Thanh Huyền. Tôi là Thùy Linh và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những đầu tin chính trong buổi tối ngày hôm nay. Cảnh sát tiết lộ cách thức theo dấu truy bắt hai tử tù. Gánh nặng đầu năm học mới. Phớt lờ luật chính trị gia Thái Lan có 120 vợ. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Chào buổi tối. Thưa quý vị, bão số 10, cơn bão được cho là mạnh nhất trong nhiều năm đã tan, nhưng hậu quả mà nó gây ra cho người dân tại mảnh đất miền Trung ruột thịt thì vẫn dai dẳng nhức nhối. Và theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, số người chết và mất tích tại các địa phương vẫn tiếp tục tăng do có nhiều người gặp nạn trong quá trình khắc phục hậu quả của bão. Điều đáng nói là trong đó có nhiều nạn nhân ở tại các khu vực không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Theo đó, đến nay, bão đã làm 9 người chết, 4 người mất tích. Nạn nhân mới nhất là trưởng thôn ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã bị ngã tử vong trong quá trình đi phát quang, tu sửa các cây cối bị đổ gãy, khơi thông đường dây điện sau bão. Không chỉ gây thiệt hại ở miền Trung, hoàn lưu bão số 10 còn gây mưa lớn và lũ quét tại Bắc Giang và Phú Thọ, làm 3 người chết và 1 người mất tích. Trong đó có 2 em nhỏ mới 5 và 6 tuổi ở xã Chiên Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, đến nay vẫn còn 4 người mất tích ở Quảng Bình. Số người bị thương lên đến trên 110 người, tăng hơn 90 người so với ngày hôm qua. Trong đó Quảng Bình có tới 89 người bị thương, Quảng Trị 10 người, Hà Tĩnh 9 người. Con số thống kê mới nhất cũng cho thấy bão số 10 cũng đã làm 80.000 ngôi nhà ở Quảng Bình bị tốc mái, Hà Tĩnh bị 70.000 nhà. Số nhà bị sập do bão lên đến gần 1.200, trong đó Quảng Bình là chủ yếu với hơn 1.000 nhà. Vâng, ông bà ta nói quả không sai, nhất thủy nhì hòa, và trước sức mạnh khủng khiếp của bão lụt thì con người khó lòng chống cự lại được, mà chỉ có cách là phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại mà thôi. Bão số 10 dù gây ra thiệt hại nặng nề, song tôi tin rằng là đồng bào miền Trung của chúng ta với tinh thần chịu thương chịu khó sẽ sớm vượt qua và sẽ sớm quay trở lại được với cuộc sống bình thường. Vâng, tiếc rằng không phải nơi nào chịu sự tấn công của bão dữ cũng có thể gượng dậy lại được như thế. Được đánh giá là cơn bão thế kỷ mạnh nhất từng được ghi nhận trên Đại Tây Dương, siêu bão Ima đã cho thấy sức mạnh hủy diệt của nó đáng sợ thế nào khi quét sạch mọi thứ trên đường đi. Thậm chí Ima còn biến Barbuda, một hòn đảo nhỏ trên biển Caribe, trở thành đảo ma. Đây là lần đầu tiên trong vòng 300 năm qua không có một bóng người xuất hiện trên hòn đảo này. Khi siêu bão Ima quét qua vùng này cách đây 2 tuần, toàn bộ cơ sở hạ tầng tại hòn đảo rộng 160 km2 Barbuda đã bị cuốn bay theo cơn bão. Hòn đảo đã biến thành một nơi hoang tàn với những đống đổ nát. Bão Ima đã tàn phá hòn đảo nhỏ này kinh khủng tới mức nơi đây hiện được cho là gần như không thể sinh sống được. Toàn bộ 1.800 cư dân sinh sống tại đảo Barbuda đã bị buộc phải sơ tán trước đó. Phần lớn người dân hiện đang sống tại đảo Antigua. Nhiều người nhận định tình hình ở Barbuda không phải chỉ là thảm họa mà còn là khủng hoảng nhân đạo. Được biết Barbuda cần khoảng 200 triệu đô la Mỹ để phục hồi mọi thứ và hòn đảo sẽ không thể làm điều này nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ hai tử tù khoét tường trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an. Ngay sau khi Cục Cảnh sát Hình sự bắt được Thọ Sứt tại Hải Dương vào chiều ngày hôm qua 16 tháng 9, thì rạng sáng nay đồng bọn của y là Nguyễn Văn Tình cũng bị các chiến sĩ Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy C47 tóm gọn khi đang lẩn trốn tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Như vậy là chỉ sau 150 giờ trốn thoát, hai tử tù cực kỳ nguy hiểm này đã một lần nữa xa lưới pháp luật. Bên cạnh việc dành lời khen ngợi dành cho lực lượng cảnh sát truy bắt, thì nhiều người cũng tò mò, không biết là các chiến sĩ của chúng ta đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ như thế nào, theo dấu lần tìm tung tích của hai tử tù như thế nào. Và vào chiều nay 17 tháng 9, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy đã tổ chức họp báo để thông tin chi tiết về vụ việc. Đại diện cơ quan điều tra cho biết, sau khi trốn khỏi trại giam, Tình về quê, mượn xe máy lấy 20 triệu từ người thân, rồi chia cho Thọ 7 triệu. Trong khi Thọ trốn về Hải Dương gặp người yêu cũ, thì Tình đi xe máy tìm đường lên Tây Bắc, nơi y có nhiều quan hệ với giới buôn ma túy. Biết cảnh sát đang lập chốt truy tìm nên Tình không dám đi đường quốc lộ mà lần mò theo đường mòn, ngõ ngách và trốn trong một căn nhà tạm đặt heo hút trong rừng tại khu vực giáp danh hai xã Hang Kia và xã Bà Cò ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Sau khi huy động tới 300 người thuộc nhiều đơn vị khác nhau, lực lượng điều tra đã phát hiện ra nơi Tình lẩn trốn và kiên trì mật phục. Khoảng 22 giờ ngày 16 tháng 9, tổ công tác triển khai lực lượng bao vây nhưng Tình đã rời lán từ trước đó. Đến khoảng 1 giờ sáng nay, Tình quay về lán tìm đồ ăn thì bị bắt giữ và di lý về trại tạm giam T16, chính là nơi Tình trốn thoát. Trước khi bắt Tình gần 10 tiếng trước, cảnh sát cũng lần ra Thọ Xuất và bắt hắn khi đang đi taxi ở khu vực phố Hóp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách. Thọ cố thủ bên trong khiến cảnh sát phải phá cửa kính taxi, nổ súng thị uy. Khi bị bắt, Thọ không có vũ khí, mang theo điện thoại di động, tiền, các vật dụng cá nhân để đi gặp bạn gái cũ. Việc bắt được Thọ Xuất và Tình sẽ giúp làm rõ hàng loạt những băn khoăn thắc mắc của dư luận mấy ngày hôm qua, như ai là kẻ chủ mưu, làm thế nào hai tử tù có thể phá cùm, khoét tường trong suốt thời gian dài mà không ai hay biết. Lời khai đầu tiên của hai tử tù khi bị bắt là gì? Và trong cuộc họp báo vào chiều nay, đại diện cơ quan cảnh sát cũng đã lần đầu tiên giải đáp phần nào những thắc mắc của dư luận. Sau khi bắt được, câu hỏi đầu tiên mà lực lượng điều tra đặt ra cho Tình và Thọ là đã sử dụng phương thức nào để có thể qua mặt các quản giáo, thực hiện thành công việc bẻ cùm, khoét tường trốn ra ngoài. Và câu trả lời của Tình khiến các thành viên ban chuyên án thực sự ngỡ ngàng. Tình và Thọ đã dùng một cái miếng sắt nhỏ, đấy, rạch theo các cái mảnh vữa và cái tường của trại giam. Đối tượng Tình nói rằng là anh Thọ, anh sau trước khi chuyển trại, tức là anh đã giấu được một cái mẩu sắt nhỏ. Đấy, mà theo như nó nói hôm qua là trên thuê công chiến, nó nói là anh nhét hộ môn này mang vào thì coi là nó làm cái việc này trong mấy tháng liền. Đấy, cứ mỗi một ngày chỉ làm một tí thôi, làm một tí sau đó là ở đầu là lại dùng cái cơm và cái kem đánh răng phết lại. Đấy, thì nó bảo là tay bẩn, sau khi xoa lại thì bắt đầu nó rất đúng với cái màu vữa tường bẩn, cho nên cái các đồng chí quản giáo nhà mình mặc dù nếu mà vào mà không kiểm tra chi tiết trong buồng thì cũng khó phát hiện. Nguyễn Văn Tình cũng khai Thọ là người rủ anh ta bỏ trốn. Thọ cũng chính là người đảm nhận chính việc khoét tường. Đối tượng này còn tự tin không loại khóa nào là không phá được. Lúc phá tường trốn ra khỏi khu biệt giam, Tình đã định tự thú nhưng lại được đồng phạm thuyết phục vượt ngục. Khi leo lên chòi canh không thấy người, cả hai đu dây bỏ trốn ra ngoài. Khi ra khỏi trại giam, Tình đã nhờ điện thoại người đi đường để thông báo cho bố mẹ, bạn bè. Công an Hà Nội hiện đã triệu tập những người này để làm rõ. Cơ quan điều tra nhận định Thọ Xuất là đối tượng hoạt động xã hội đen nên rất manh động. Tình không manh động nhiều nhưng đã sống ở địa bàn người Mông, thông thạo rừng núi nên các phương thức thủ đoạn lẩn trốn rất tinh vi. Chỉ cần chậm một chút thì Tình có thể trốn ra nước ngoài hoặc trốn vào địa bàn khó truy bắt hơn rất nhiều. Liên quan đến việc bắt giữ Thọ Xuất vào chiều ngày hôm qua, nhiều người rất chú ý đến một nhân vật là cô bạn gái cũ sinh năm 1994 của tử tù này. Ngay sau khi trốn khỏi phòng biệt giam thì Thọ Xuất không đi tìm đàn em hay bạn bè trong giang hồ mà lại quay về Hải Dương để gặp bạn gái cũ. Điều đáng nói là trong 6 ngày trốn trại, dù liên tục di chuyển, thay đổi chỗ ở, phương tiện, thậm chí là mỗi bữa chỉ dám ăn trong vòng có 15 phút, đêm thì không dám ngủ, nhưng vẫn hẹn gặp bạn gái tới 2 lần trong nhà nghỉ. Vâng, điều mà dư luận quan tâm là cô gái này có vai trò gì trong việc giúp đỡ Thọ Xuất trốn chạy hay không, và liệu cô ta có bị xử lý trách nhiệm hình sự, thậm chí là phải ngồi tù vì tội không tố giác tội phạm hay không. Và sau khi Thọ Xuất bị bắt thì cơ quan điều tra cũng đã triệu tập cô gái này lên để lấy lời khai. Bạn gái Thọ Xuất có tên viết tắt là L, sinh năm 1994, trú tại phường Phả Lại, thị xã Chí Linh của tỉnh Hải Dương. Tại cơ quan công an, cô gái này cho biết cách đây 5 năm cô và Thọ có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó cô đã chủ động nói lời chia tay nhưng Thọ dứt khoát không chịu buông tha. Sau khi Thọ bị kết án tử hình thì cô gái này ở ngoài cũng có người yêu mới. Thế nhưng sau khi trốn khỏi trại giam thì Thọ liên lạc rồi gặp gỡ lại cô gái này tại nhà nghỉ 2 lần. Đặc biệt, Thọ còn mang theo bên mình rất nhiều tiền và đưa cho cô gái nhờ mua điện thoại, sim số để phục vụ cho việc trốn chạy. Đúng hẹn ngày 16 tháng 9, Thọ Xuất bắt một chiếc taxi từ thành phố Hải Dương về đón người yêu ở địa chỉ trên thì bị bắt trên đường di chuyển. Theo các luật sư, trong trường hợp nếu làm rõ cô gái này che giấu hoặc cố tình không tố giác tội phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.
Còn với những quản giáo, chiến sĩ thiếu trách nhiệm để cho Thọ và Tình trốn thoát, thì việc sớm bắt được hai tử tù này cũng là một yếu tố để giúp giảm nhẹ hình thức xử lý với họ. Và tùy theo mức độ vi phạm mà họ có thể sẽ bị kỷ luật trong ngành hoặc là bị xử lý hình sự. Còn nếu trong quá trình trốn chạy, Tình và Thọ tiếp tục gây án thì trách nhiệm đối với người trực tiếp quản lý, canh gác, dẫn giải, trông coi sẽ là rất lớn. Và tôi thì cũng rất là tò mò, không biết là sau khi bị bắt lại thì hai đối tượng này sẽ bị xử lý như thế nào? Dạ vâng, do hai đối tượng này đã bị tuyên tử hình rồi nên việc phạt thêm vài năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ có lẽ là không mấy ý nghĩa cho lắm. Và theo quy định của pháp luật thì sau khi bị bắt, dù trước đó hai đối tượng phạm tội và bỏ trốn như thế nào, thì sau khi truy bắt về cũng phải đối xử giam giữ như các đối tượng khác trong một vụ án bình thường. Nghĩa là cả hai sẽ tiếp tục bị biệt giam tại buồng dành cho những người chờ thi hành án tử hình, nhưng lần này có lẽ sẽ bị giam riêng. Vâng, trách nhiệm của các quản giáo là không phải tranh cãi, song thực tế thì cũng có nguyên nhân khách quan. Năm 2015 thì Bộ Tư pháp thống kê là còn tới 684 tử tù chưa bị thi hành án. Có người thì chờ tới 14 năm mà vẫn chưa đến ngày ra pháp trường do là chưa bị bác đơn xin giảm án. Và trong suốt hàng năm trời chờ đợi đó thì tử tù chỉ có một việc duy nhất là nghĩ cách để trốn được ra ngoài. Trong khi đó thì cơ sở vật chất xuống cấp khi mà nhiều phòng biệt giam xây dựng hàng chục năm và có buồng giam lớp xi măng hồi mới xây thì dày 5cm nhưng đến nay thì đã bị bào mòn chỉ còn có khoảng 1,5 phân mà thôi. Nói thế để thấy rằng là áp lực trông giữ tử tù của các quản giáo là rất lớn và việc Thọ Sứt và Tình trốn trại chỉ là hệ quả của sự quá tải nhiều năm qua mà thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, để giam giữ những tên tử tù hay các tội phạm sừng sỏ, các nước trên thế giới đều sở hữu những nhà tù với mức độ bảo đảm an ninh cực cao, được thiết kế nhằm mục đích ngăn chặn tất cả các cuộc vượt ngục. Tại Mỹ cũng có những nhà tù được đánh giá là siêu an ninh, nơi chuyên giam giữ những tử tù chờ ngày thi hành án hoặc những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Hãy cùng chúng tôi khám phá xem có gì bên trong một trong những nhà tù nghiêm ngặt nhất nước Mỹ. Tọa lạc tại vùng hoang mạc chỉ có gió và nắng khủng khiếp Colorado, Mỹ, ADX là nhà tù duy nhất ở Mỹ có cấp độ an ninh tối đa với tiêu chí chỉ giam giữ những thành phần được xem là đã bị loại khỏi thế giới loài người. Tù nhân ở trong các xà lim dài 3,5m, rộng 2m, tường bê tông dày, cửa trượt thép kép bằng kim loại. Các tù nhân bị biệt giam 23 giờ mỗi ngày. Mỗi phòng giam có một bộ bàn ghế và giường đúc bằng bê tông xuống sàn nhà. TV đen trắng chỉ chiếu một kênh do nhà tù chỉ định. Mọi bữa ăn đều được đưa qua một khe cửa nhỏ. Các tù nhân không thể nhìn thấy nhau và không thể nói chuyện với ai ngoài cai ngục. Mỗi tuần các tù nhân chỉ được cho ra ngoài tối đa 10 tiếng để tập thể dục. Tất cả các hoạt động đều diễn ra trong lồng sắt, với hàng chục quản giáo cầm súng canh giữ sẵn sàng bóp cò bất kỳ lúc nào. Những cư dân ở đây gồm những kẻ giết người hàng loạt, kẻ đánh bom Olympic Atlanta, tổng phạm vụ khủng bố 11 tháng 9. Bên cạnh danh hiệu nhà tù khắc nghiệt nhất, ADX cũng là nhà giam chứa ít tù nhân nhất, tối đa 490 người. Prisoners spend nearly 23 hours a day in ice. Thưa quý vị, dinh dưỡng cho phụ nữ đang mang thai hoặc là có con nhỏ là rất cần thiết vì ảnh hưởng đến sức khỏe của chị em về sau, cũng như là sự phát triển toàn diện của con trẻ sau này. Tiếc rằng là tại các khu công nghiệp, do guồng quay công việc quá bận rộn, nên nhiều nữ công nhân không có điều kiện để tìm hiểu và bị trang bị những kiến thức cũng như là áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho mình và con. Và mới đây thì ở tại khu công nghiệp Thăng Long thì quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức buổi truyền thông cho người lao động về cải thiện chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em trong lứa tuổi vàng. Và đây lần thứ hai chương trình diễn ra tại Hà Nội. Tại buổi truyền thông, gần 200 nữ công nhân đến từ công ty Fujin Nhật Bản thuộc khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội đã được các chuyên gia đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Quỹ Tầm Vóc Việt tư vấn, cung cấp các kiến thức về dinh dưỡng cho bản thân cũng như trong thời gian mang thai và nuôi con. Theo các chuyên gia, thì nữ công nhân làm việc tại các khu công nghiệp phần lớn là lao động ngoại tỉnh, sớm phải xa nhà, công việc lại bận rộn, vất vả nên kiến thức dinh dưỡng nói chung còn hạn chế. Chính vì thế mà việc được cung cấp các kiến thức ngay tại nơi làm việc sẽ giúp những nữ công nhân này có thêm kiến thức cũng như kỹ năng thực hành. Ngay sau buổi truyền thông đầu tiên tổ chức ngày 17 tháng 8 tại khu công nghiệp Thăng Long, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt dưới sự tài trợ của TH đã thực hiện chuỗi 16 buổi truyền thông trực tiếp với 4 chủ đề: cải thiện chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em trong lứa tuổi vàng, chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ mang thai và sau sinh.
Thưa quý vị, đối với bất kỳ bà mẹ nào, khi lần đầu tiên được trông thấy đứa con bé bỏng của mình chào đời, có lẽ thật khó có thể kiềm chế được cảm xúc. Và việc ôm con vào lòng và hôn lên khuôn mặt đáng yêu đó dường như là việc quá đỗi bình thường. Thế nhưng đôi khi hành động tưởng như vô hại này lại mang tới những hậu quả khôn lường. Bà mẹ Anh 33 tuổi Alicia Brooks đã là mẹ của ba đứa trẻ. Năm 2004, Alicia hạ sinh cô con gái đầu lòng Melody. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu khi chỉ 2 tuần sau đó, Melody đã phải nhập viện gấp với những dấu hiệu nhiễm trùng da nghiêm trọng và được chẩn đoán đã bị nhiễm virus herpes, một loại virus gây nhiễm khuẩn da cấp tính. Nhưng điều đáng nói là nguyên nhân lại xuất phát từ chính nụ hôn âu yếm đầu đời của người mẹ. Sau quá trình điều trị tại bệnh viện, Melody đã khỏe mạnh và trở về nhà. Tuy nhiên, tới hè năm 2008, bệnh tình tái phát, Melody dần nhìn mọi thứ xung quanh không rõ và đi lại khó khăn, liên tục vấp ngã. Vài tháng sau, cô bé bị mất tất cả các chức năng và trở lại như một đứa trẻ sơ sinh. Dù biết nguyên nhân bệnh là do hậu quả virus herpes tái phát gây ra, nhưng không ai có thể chữa trị cho cô bé. Thậm chí, hiện tại Melody không còn nhận ra được ai, kể cả chính người thân của mình, và chịu cảnh tật nguyền suốt đời. Kể từ sau sai lầm nghiêm trọng của mình, thì Alicia đã tích cực kêu gọi các bệnh viện cần phải tuyên truyền về mối nguy hiểm của nụ hôn đầu đời đối với trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, câu chuyện của Melody không phải là trường hợp đầu tiên mà trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh từ nụ hôn của người lớn. Không chỉ tật nguyền mà nụ hôn của người lớn còn có thể cướp đi cả tính mạng của những đứa trẻ sơ sinh. Dạ vâng, theo các bác sĩ, việc người lớn thể hiện tình cảm của mình thông qua những nụ hôn với trẻ nhỏ là nhu cầu hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu đang mang trong người virus gây bệnh truyền nhiễm hoặc mắc các bệnh ngoài da, răng miệng, người lớn tuyệt đối không nên âu yếm ôm trẻ, ôm hôn trẻ vì sẽ có nguy cơ lây bệnh, thậm chí khiến trẻ tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Và thưa quý vị, hôn nhân đa thê bị cấm ở nhiều quốc gia, trong đó có Thái Lan. Tuy nhiên, đối với một chính trị gia ở xứ sở Chùa Vàng này, điều cấm này thực sự được xem như vô hình. Bởi người đàn ông này hiện tại thì có tới 120 vợ cùng với 28 người con. Và điều đáng nói là tất cả mọi người đều biết nhau và chung sống rất hòa thuận. Tambong Prasset, 58 tuổi, người đứng đầu ở huyện Promny thuộc tỉnh Nakhon Nayok, mới đây đã bị giới chức địa phương phát hiện là có tới 120 vợ và 28 người con. Sau khi cuộc hôn nhân đa thê này bị bại lộ, Tambong mới thừa nhận là ông đã bắt đầu lấy vợ từ khi mới 17 tuổi. Lúc đó người vợ đầu của ông ít hơn 2 tuổi và họ sau đó có 3 đứa con. Tuy nhiên, những năm tháng sau này, ông Tambong liên tục lấy thêm vợ và hầu hết họ đều rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi trở xuống. Ông này đã xây cho mỗi người vợ một căn nhà riêng và chu cấp cho họ mọi thứ cần thiết. Vụ việc sau khi bị vỡ lở đã gây chấn động dư luận Thái Lan và hiện đang được điều tra, làm rõ và xử lý. Thưa quý vị, đã bước vào đầu năm học và đây là khoảng thời gian mà các trường lần lượt tổ chức họp phụ huynh đầu năm. Từ lâu những cuộc họp này đã được các phụ huynh gọi vui là đi họp tiền. Đi học là phải đóng tiền là chuyện thường đương nhiên. Thế nhưng hàng loạt các khoản tiền sẽ được vẽ ra mà không biết từ đâu, do ai quyết định, chỉ biết là đến hạn thu thì phải đóng. Thực tế thì học sinh phải đóng khoản nào, cao nhất là bao nhiêu, tự nguyện hay bắt buộc thì đều có văn bản rõ ràng. Thế nhưng ngặt một nỗi là con mình còn học ở trong trường dưới sự quản lý của các thầy cô giáo. Bởi vậy, nếu mà có bức xúc, có không đồng ý thì các phụ huynh cũng chỉ có thể biết là kêu ca với nhau, không dám yêu cầu nhà trường làm rõ từng khoản. Đây là một thực tế mà ai cũng biết. Câu chuyện đóng tiền đầu năm là chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng cứ đến đầu năm nó lại thành chuyện nóng và thành nỗi lo của nhiều gia đình. Như hôm nay gặp khách may thì được kiếm được 210.000, ừ. Ngày 150, 160 cũng không cứ gì, ừ. 100, 50, 70 cũng có, hàng còn ế này còn mang về để với ăn dần đấy. Thu nhập mỗi tháng 3 triệu đồng, trang trải cuộc sống còn phải tính toán chắt chiu. Thế nhưng người mẹ này càng đau đầu hơn sau buổi họp phụ huynh đầu năm. Một danh sách gồm gần 20 khoản đóng góp, tính sơ sơ cũng đã hơn 2 triệu đồng. Riêng khoản xã hội hóa là 450.000 đồng. Đây mới là tiền của một đứa lớn. Bắt buộc các bậc phụ huynh là phải đóng cho con em mình là 450.000 xã hội hóa. Hai tiếng cháu ngồi nói chuyện cùng nhau bảo là có ý kiến đi chăng nữa thì nhà trường đã đề ra như vậy rồi thì mình có ý kiến chắc cũng không được, nên là không ý kiến nữa. Không dám lên tiếng, để rồi sau mỗi cuộc họp, dù không đồng tình, phụ huynh chỉ dám to nhỏ với nhau.
Năm nay, ngoài máy tính, máy chiếu, nhà trường còn đề xuất lắp thêm hệ thống camera. Ban đầu dự định thu 600.000 đồng, sau trường giảm xuống còn 300.000 đồng. Thứ nhất là vấn đề cái tương thích thì không phải là tuyệt đại đa số ai cũng có máy để theo dõi con người ta. Đối với nông thôn thì tôi nghĩ là chưa cần thiết, nhất là giai đoạn 1, 2, 3 năm nữa. Dù mới thông báo là đề xuất, nhưng trên thực tế, dàn camera đã được lắp ngay ngắn tại trường. Tuy nhiên, lãnh đạo thị trấn Quất Lâm và hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quất Lâm cho biết, khoản thu xã hội hóa gồm cả khoản lắp đặt camera hiện mới chỉ dừng ở đề xuất bằng văn bản, không ép buộc tất cả các gia đình đều phải đóng. Những gia đình là người ta có điều kiện, người ta ủng hộ nhiều. Đấy là theo mức đủ, đấy là theo cái tùy lòng của từng gia đình. Chứ không có ép buộc là mỗi cháu là phải bằng này bằng kia. Nhà trường chỉ có những cái hướng chung thôi, chứ chưa có một cái gì là phát động thu từ học sinh. Tới sau khi còn là giáo viên chủ nhiệm mà thu giáo viên chủ nhiệm là sai. Trong lúc chưa phân định được ai đúng ai sai, thì bất ngờ lãnh đạo trường trung học cơ sở thị trấn Quất Lâm quyết định tổ chức thêm một buổi họp phụ huynh bất thường để khẳng định lại tính tự nguyện của các khoản thu xã hội hóa. Về kinh phí để xây dựng thì nhà trường trình với Ủy ban nhân dân thị trấn để xin vận động từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các phụ huynh học sinh với tinh thần tự nguyện. Vậy tự nguyện là gì? Ta có thể ủng hộ hay không ủng hộ, ủng hộ nhiều hay không, hay ủng hộ ít là quyền của các bậc phụ huynh. Những ấm ức hay hiểu lầm về các khoản thu tại ngôi trường này đã được giải quyết. Thế nhưng không phải ngôi trường nào cũng có một cuộc họp phụ huynh lần thứ hai như thế này. Vâng, chuyện không dám nói là chuyện có thật. Việc phụ huynh bức xúc là chuyện có thật. Chuyện phụ huynh vẫn phải cầm tiền đi nộp dù không đồng ý cũng là câu chuyện có thật. Rất may mắn cho phụ huynh học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Quất Lâm ở huyện Giao Thủy, Nam Định vì họ đã được nhà trường tổ chức một cuộc họp lần thứ hai để nói rõ về ý nghĩa các khoản thu tự nguyện. Vậy là năm học này thì những hộ gia đình, đặc biệt là hộ gia đình mà chúng tôi đã nhắc đến ngay từ đầu phóng sự, có thể là sẽ tránh được cảnh vay mượn nợ nần để đóng tiền học cho con. Tuy nhiên, trên thực tế, ít có trường nào lại thực hiện được việc nói rõ với các phụ huynh về các khoản tiền. Số tiền các phụ huynh ở Nam Định nếu phải đóng hết cũng còn khá khiêm tốn so với một danh sách với tổng tiền lên tới hơn 10 triệu đồng mà một học sinh lớp 1 tại trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng phải đóng. Ngay khi danh sách các khoản thu này được đưa ra trên mạng xã hội thì đã gây ra một sự bất ngờ vô cùng lớn cho dư luận. Thậm chí là nhiều khoản thu còn mang những cái tên khá là khó hiểu, khiến cho người đọc không biết là những khoản tiền đó được dùng vào mục đích gì. Hầu hết thì đều được đứng với cái danh nghĩa là tự nguyện. Ủng hộ cơ sở vật chất và câu lạc bộ hè lên tới 2.650.000. Học kỹ năng sống 1 triệu đồng. Học tiếng Anh 2 triệu đồng. Quỹ lớp 600.000 một kỳ. Các hoạt động chuyên đề ngoài giờ 560.000. Thậm chí còn có khoản thu được gọi là tạp phí cũng chiếm đến 500.000 đồng. Ngoài ra là hàng dài các khoản thu khác mà một học sinh lớp 1, trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng, nếu đóng đủ sẽ lên tới 10 triệu 131.000 đồng. Một số tiền quá lớn cho một địa phương có thu nhập bình quân là 30 triệu đồng một người một năm. Con tôi đóng góp các khoản rất cao, từ A đến Z ở trong cái trường. Máy tính, điều hòa, laptop, rồi tủ tạ, bàn ghế hoàn toàn chúng tôi đầu tư rất là nhiều và số tiền rất lớn. Nhưng mà cái mức thu hoạch ở đây, chúng tôi làm công nhân có 3 triệu một tháng thôi. Chúng tôi làm sao đủ tiền để mà bóng một cái năm học lớp 1 con tôi lên 15-16 triệu. Chỉ nghĩ là cái tạp phí này thu 500.000 của một em, mà trong khi đó 854 em ấy thì là quá cao. Thế mới lại tiền quỹ lớp, các cháu mới bước chân vào nhà trường là chẳng hạn như là đứa lớp 1 mà bây giờ đóng một kỳ mà 600.000 thì cao lắm. Những khoản thu cao, không minh bạch, không chỉ khiến phụ huynh mà cả giáo viên trong trường cũng bức xúc. Quyền lợi của giáo viên chúng tôi là phải được biết về công khai tài chính của nhà trường sau mỗi một năm học, sau trong cái buổi tổng kết năm đấy. Thế nhưng chưa bao giờ là cô ấy trả lời chúng tôi về, cho chúng tôi biết về công khai, mà mỗi lần tôi hỏi đến thì cô ấy đều bỏ ra ngoài và không trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường lại khá tự tin về việc thu chi của trường mình. Thì nhà trường có xin ý kiến phụ huynh và vận động cha mẹ học sinh giúp đỡ để đầu tư cái trang thiết bị cho cái phòng học, đảm bảo để các con có phòng học bước vào năm học mới. Thế thì là phụ huynh tự nguyện ủng hộ
và đều những người tự nguyện ủng hộ phải có đơn thì nhà trường mới nhận. Tuy nhiên, chữ tự nguyện lại có một ý nghĩa khác đối với phụ huynh học sinh, thậm chí đối với cả những người đã đồng ý ký vào đơn xin ủng hộ. Ai có thì ủng hộ, vậy ai không có thì không ủng hộ thì sao? Có được không? Đấy, vì cái chuyện ủng hộ là tự nguyện, tùy tâm, có bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu, chẳng hạn như thế. Thế thì chúng tôi khó khăn thì lấy đâu ra để ủng hộ được nhiều. Thế thì tôi bảo nếu như ai không có thì không có bàn ghế ngồi thì phải giải chiếu ngồi. Thế bây giờ chả nhẽ để con mình giải chiếu mà ngồi trên đất thì chắc là cũng không ổn. Ủy ban nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã triệu tập các hiệu trưởng trên địa bàn để một lần nữa chấn chỉnh tình trạng lạm thu, nói rõ về ý nghĩa của các khoản thu xã hội hóa cũng như chủ trương tự nguyện. Nếu các khoản thu là sai thì ngoài việc phải trả lại, những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định. Mỗi địa phương lại có thêm những quy định khác nhau về việc thu chi cũng như là có những mức trần khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản thì học sinh chỉ phải đóng hai khoản thu bắt buộc, đó là học phí và bảo hiểm y tế. Điều đó có nghĩa là nếu thực hiện đúng thì số tiền mà các phụ huynh phải đóng cho con đầu năm là không lớn. Dạ vâng, thế nhưng mượn danh gọi là tự nguyện, mượn vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhiều nhà trường đã, đang và có thể sẽ vẫn tiếp tục vẽ ra những khoản trên trời để yêu cầu thu nộp. Hãy bỏ qua vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh vì hiện dù đã có quy định thì ở nhiều nhà trường tổ chức này vẫn đang chỉ hoạt động như một cánh tay nối dài của ban giám hiệu. Chúng ta hãy cùng đề cập đến vai trò của hiệu trưởng và phụ huynh trong câu chuyện lạm thu hiện nay. Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã bị tạm đình chỉ trong 15 ngày để kiểm tra và xử lý theo kỷ luật sau khi mạng xã hội xuất hiện một danh sách khoảng 20 khoản thu với tổng số tiền lên đến hơn 9,1 triệu đồng. Điều đáng nói, khi ban đầu bản danh sách này xuất hiện, hiệu trưởng nhà trường đã phủ nhận, về sau mới chịu thừa nhận. Những đồng chí hiệu trưởng mà đã không trung thực và thậm chí là làm vận dụng các cái văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo đấy không đúng đấy, thì tôi nghĩ một điều là những cái đồng chí đó là phải có cái hình thức xử lý kỷ luật cho nó nghiêm để làm sao cho cái công tác quản lý tốt thì nhà trường mới tốt được và nhân dân mới tin tưởng để mà gửi con cái dạy dỗ cho các cháu nó tốt. Điều đáng nói, hầu hết những vụ lạm thu gần đây đều chỉ bị lộ do những hình ảnh trên mạng xã hội. Có lẽ cách này hiện đang là hữu hiệu nhất để giải quyết những lo lắng của phụ huynh khi muốn đứng lên tố lạm thu. Không bằng con đường này thì con đường khác, người ta không thể chịu mà phải thực hiện một số cái nội dung ép buộc như vậy được. Bởi vì trong cái điều kiện hiện nay thì có thể là có thể có cá nhân có một cái quan điểm thù ghét, thù oán, nhưng mà trong cái hiện nay một cái nền dân chủ như thế này thì tôi cho rằng là cái vấn đề đó là phụ huynh phải chúng ta đủ tỉnh táo để người ta thực hiện cái quyền công dân người ta trong cái việc sống và làm việc theo pháp luật. Vâng, thưa quý vị, để biết trường của con em mình có lạm thu hay không là không khó bởi có đầy đủ các văn bản liên quan trên mạng. Chỉ cần chịu khó tìm hiểu một chút, chúng ta sẽ có thể làm chủ được việc thu phí đầu năm học của con để tránh bị mất tiền mà vẫn ức chế. Do đó, trước khi trách nhà trường thì các bậc phụ huynh cũng nên có sự tỉnh táo và kiên quyết trước các khoản đóng góp đầu năm. Và chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.